Xin chào ba mẹ và các con, cô là Linh, giáo viên Miss Hoa Junior tại cơ sở Minh Khai Hà Nội. Ngày hôm nay hãy cùng cô trải nghiệm một ngày làm việc tại Miss Hoa Junior nhé. Khoảng thời gian từ 9 đến 12 giờ mỗi ngày sẽ là khoảng thời gian mà cô dành để chuẩn bị slide và giáo án cho các lớp học buổi chiều. Với mỗi bài giảng tại Miss Hoa Junior, slide là một phần rất quan trọng giúp thu hút các bạn nhỏ và đặc biệt truyền tải kiến thức đến các con được tốt hơn. Và cô còn dành thời gian này để chấm bài, soạn lại các kiến thức và ghi chú tình hình học tập của các con. Để có thể chuẩn bị bài giảng được tốt nhất thì cô cũng thường tập luyện trước giáo án với bạn. Sau khi soạn bài xong, cô sẽ dành thời gian để luyện tập các kỹ năng giảng dạy, xem lại bài giảng để lát nữa giảng bài cho các con thật là mượt. Và bây giờ hãy cùng cô Linh gặp gỡ phụ huynh tại Miss Hoa Junior nhé. Dạ, em chào anh chị ạ. Em là Linh phụ trách bé nhà mình tại cơ sở Miss Hoa Junior ngày hôm nay. Thì em muốn chia sẻ với phụ huynh vài đôi điều về tiến trình học tập của con. Thông thường, các cô giáo sẽ tổ chức những buổi họp phụ huynh sau khi kết thúc khóa học để cập nhật tình hình học tập của các con, đồng thời cũng là dịp lắng nghe những chia sẻ, phản hồi từ ba mẹ để các cô có thể hỗ trợ tốt hơn cho ba mẹ khi đồng hành học tiếng Anh cùng con. Và đây, giờ học đã đến rồi, các bé sẽ tập hợp, xếp hàng và lên lớp. Nào, chúng mình vào lớp thôi nhé. Các bé ở Miss Hoa Junior rất hăng hái, mỗi ngày đi học lại là một ngày vui, nên buổi học lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Các bạn đều nghe lời cô và hứng thú với việc khám phá tiếng Anh. Các con bên cạnh việc học lý thuyết hay làm bài tập thì còn được tham gia các trò chơi, các hoạt động sôi nổi để thực hành ngôn ngữ và ôn luyện ngay tại lớp. Vậy là buổi học hôm nay đã kết thúc rồi. Tạm biệt mọi người, chúng ta về thôi nào. Lớp học tại Miss Hoa Junior luôn đầy ắp những niềm vui, sự hào hức của các con và sự nhiệt huyết của các thầy cô. Niềm tin từ ba mẹ cùng sự tiến bộ mỗi ngày của các con chính là động lực để thầy cô không ngừng cố gắng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về việc học tiếng Anh của con hoặc băn khoăn cần tư vấn về khóa học tiếng Anh dành cho bé thì ba mẹ hãy liên hệ với Miss Hoa Junior để được hỗ trợ nhé. Qua quá trình mà đi làm thì từ ngay từ hồi sinh viên mình đã tham gia trợ giảng ở những cái lớp tiếng Anh cho trẻ em và mình thấy rất là thích tương tác với các con và mình cũng muốn là mình có thể phát triển được thêm cái sự nghiệp giảng dạy tại Miss Hoa Junior vì mình thấy là môi trường làm việc rất là phù hợp và định hướng nghề nghiệp mình có thể nhìn thấy được tương lai của mình phát triển tại Miss Hoa Junior. Mình tin rằng là một người giáo viên tốt sẽ phải là một người giáo viên biết truyền cảm hứng cho học sinh và mình rất hy vọng là mình có thể đồng hành cùng các con trong hành trình chinh phục tiếng Anh cùng với Miss Hoa Junior. Và bên cạnh đó mình cũng muốn đóng góp vào sứ mệnh của toàn bộ IMAP Việt Nam là giúp 10 triệu người tự tin nói tiếng Anh. Có lẽ đối với mình kỷ niệm đáng nhớ nhất cùng với các con chính là đồng hành cùng các con trong đại dịch Covid-19. Trong thời gian đó thì mình cùng với các con sẽ phải học online nhưng mình rất là bất ngờ bởi vì cùng với sự nỗ lực cố gắng của giúp đỡ của các vị phụ huynh thì các con luôn luôn hoàn thành bài đúng hẹn. Chính vì nỗ lực học tập như vậy và thì các con cũng giành được điểm cao ở trên trường và yêu thích môn tiếng Anh hơn. Mình tin rằng là mỗi phụ huynh khi muốn gửi gắm con đến một trung tâm nào đấy thì đều kỳ vọng là trung tâm có một môi trường chuyên nghiệp và sáng tạo. Và đó cũng chính là điểm nổi bật khi mà các con sẽ học tại Miss Hoa Junior. Và mình cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn tới những phụ huynh đã và đang đồng hành cùng với chương trình Miss Hoa Junior. Mình và đội ngũ giảng viên và nhân viên tại Miss Hoa Junior sẽ luôn nỗ lực hết sức
để có thể truyền cảm hứng cho các con và mang lại những bài học giá trị bổ ích nhất cho các con tại trung tâm.